đời người tự tìm trái đắng. Con người chẳng ai muốn khổ, ai cũng muốn hạnh phúc, nên tự nhiên có tâm lý tránh dữ tìm lành, tránh khổ tìm vui, theo đuổi mưu cầu hạnh phúc. Thế nhưng thực tế cuộc đời lại cho thấy nỗi khổ gắn liền với đời người như bóng theo hình, không biết tránh đâu cho khỏi. Dù có cố gắng theo đuổi, tìm cầu hạnh phúc đến mấy, kết cục cũng chỉ là đau khổ. Vậy đâu là nguyên nhân? Bởi trong quá trình tìm kiếm, mưu cầu hạnh phúc, con người cần phải trả cái giá nhất định. Bằng không, niềm hạnh phúc đó sẽ trở thành món nợ và khổ cũng sẽ đến dồn dập. Điều đó cũng giống như một người nghiện phim nhưng không có tiền mua vé, đành nghĩ cách xem chui. Nếu may mắn trót lọt một đôi lần thì không sao, nhưng người ta thường nói đi đêm lâu ngày gặp ma, nên nhất định sẽ có ngày bị bắt. Khi đó họ phải trả cái giá tương đương với giá mà họ đã xem chui từ trước đến giờ. Tất cả những niềm vui, hạnh phúc dễ dàng có được mà không cần phải tốn công sức, không phải trả cái giá nhất định, thì ắt phải chịu hậu quả không như ý. Ngay cả khi chấp nhận đau khổ để được hạnh phúc thì cũng phải trả giá. Ví dụ, để theo đuổi hạnh phúc, người ta phải dốc sức kiếm tiền để tạo tiền đề, sau một thời gian dài mới hưởng được hạnh phúc vật chất kia. Nhưng chúng ta thử nghĩ kỹ lại, niềm hạnh phúc kia lẽ nào lại không có mặt của đau khổ? Tục ngữ có câu, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Ngay cả khi người ta mang thành quả đến cho mình hưởng thụ thì cũng là nợ nần. Đã là nợ thì đó nhất định không thể hạnh phúc trọn vẹn. Ăn một bữa cơm ngon là do mình đã gian khổ làm lụng mà có, đó là sự đền đáp của tự nhiên cho chúng ta. Người xưa có câu, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Câu tục ngữ này cho chúng ta thấy mỗi một hạt cơm là cả mồ hôi công sức của người đi cày, có được chúng thật chẳng dễ dàng gì. Với một hạt mầm mấy tháng sau mới đơm qua kết trái, trong quá trình từ khi ươm mầm cho đến khi thu hoạch phải trải qua biết bao gian khó. Tuy nhiên, ít ai nghĩ đến công ơn người đào giếng khi uống nước, ít ai nghĩ đến công người nông phu khi ăn cơm. Suốt một đời người, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi xuôi tay nhắm mắt, đều bận rộn tất bật, thời gian hạnh phúc thực sự rất ít. Vì chúng ta trần trụi đến với cuộc đời với một tâm lý tham lam, mưu cầu hạnh phúc, vậy lấy gì để hạnh phúc nếu không trả một giá tương đương? Thông thường người ta cho rằng nam nữ đến tuổi dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, đấy là hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có nỗi khổ khó nói riêng. Con cái vợ chồng đều là niềm an ủi, đồng thời cũng là nợ của nhau. Để hóa giải phiền não, đau khổ đến từ cuộc sống, hiện nay có nhiều hình thức vui chơi, giải trí như các khu vui chơi giải trí, sống ảo trong các trò chơi online. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đấy là những trò chơi giúp thư giãn, lấp khoảng trống trong lòng người. Nhưng nghĩ kỹ lại, đấy chỉ là thuốc làm tê liệt thần kinh tạm thời. Trong thời gian ngắn ngủi, nó có thể làm thư giãn đầu óc, kích thích cảm giác qua các giác quan như mắt, tai. Nhưng rốt cuộc càng đau khổ hơn vì không thể sống mãi trong thế giới ảo mà phải trở về thực tế. Giấc mộng càng đẹp thì tỉnh giấc càng phũ phàng, cho nên đó không phải là hạnh phúc thực sự. Thỏa mãn nhu cầu hạnh phúc như thế khác nào lấy nước mặn làm nước giải khát, càng uống càng khát. Giống như việc trẻ con đau mắt lấy tay dụi mắt, đỡ ngứa nhất thời nhưng càng dụi càng hỏng mắt. Từ đó chúng ta thấy rằng những niềm hạnh phúc tạm bợ không chỉ là kết quả của đau khổ mà còn là nguyên nhân mới cho những khổ đau khác phát sinh. Từ những thí dụ trên, chúng ta thấy đời người vui ít khổ nhiều, có người tất bật một đời mưu cầu hạnh phúc bằng trăm phương nghìn kế. Tuy nhiên, họ chỉ có được cái bóng hạnh phúc chứ chưa từng hưởng thụ hạnh phúc đích thực. Có khi càng tìm hạnh phúc càng lún vào vũng lầy khổ đau. Nguyên nhân chính của việc này là do họ không biết căn nguyên đau khổ đều do chính bản thân mình gây nên. Đau không có nghĩa là khổ. Có vị hòa thượng mắc bệnh ung thư, nằm liệt giường không ngừng rên xiết. Các đệ tử hiếu kỳ hỏi, không phải thầy thường bảo là tứ đại giai không sao, tại sao thầy còn thấy đau đớn đến thế? Vị hòa thượng kia đáp, không là việc của không, còn đau là việc của đau. Thực sự dù là một vị hòa thượng dày công tu tập nhưng vẫn phải chịu đựng cái đau của thân thể bằng xương thịt. Thông thường người ta gắn liền đau với khổ, ít ai nhận ra rằng đau và khổ là hai khái niệm khác nhau.
Phần lớn người ta cho rằng đau chính là khổ và khổ nhất định phải đau. Kỳ thực chúng không phải là một, giữa chúng có một khoảng cách lớn. Đau chỉ đổi đau về mặt thể xác, ví dụ như khi thân thể bị thương, bị đọa đầy, giày vò hoặc bị vật gì đó đâm phải thì sẽ có những phản ứng sinh lý nhất định. Đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên thông thường. Nhưng nếu họ không phải là người mà là cây cỏ, gỗ đá. Theo sử chép, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có lúc bị đau bụng, đau lưng. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Phật cũng là con người như bao con người khác, về mặt thể xác có cảm giác đau. Tuy nhiên, Phật đau về thể xác chứ không có sự khổ về mặt tinh thần, không có biểu hiện đau về tâm lý. Khổ có nhiều loại, ví dụ như khổ về sinh, khổ về già, khổ vì bệnh, khổ vì chết, tâm lý tham lam, luyến tiếc, chấp chặt, đã là một nỗi khổ. Thấy bản thân mình lụi tàn theo năm tháng, bệnh tật dồn tới không thể từ chối, nhưng tâm lý lại muốn trốn tránh chối từ thì sẽ đau khổ hơn. Khi một người đối diện với cái chết hoặc tận mắt chứng kiến người thân ra đi, họ sẽ bị sốc nặng về mặt tâm lý. Họ nghĩ không thể chịu đựng được, đó chính là khổ. Ngoài cái khổ vì sinh và bệnh chết ra, còn nỗi khổ của cầu không toại nguyện, khổ vì yêu thương chia lìa cách biệt, khổ của thù oán gặp gỡ tụ hội và các tâm lý khổ kèm theo như lo âu sợ sệt, đố kỵ, ghen ghét, căm hận, hoài nghi. Tất cả đều cho chúng ta một cảm giác rằng đời là bể khổ. Những điều trên cho chúng ta thấy rằng đau là biểu hiện về mặt thể chất, khổ là biểu hiện về phương diện tinh thần. Nỗi đau về mặt thể xác là điều hiển nhiên khi mang tánh thân này, không ai có thể tránh được. Nhưng một khi thân xác này chết đi thì nỗi đau đó cũng tiêu mất theo. Trong khi đó, khổ mãi mãi không bao giờ mất, vì nó là nỗi đau về mặt tinh thần. Nếu không chấm dứt được nỗi đau về mặt tinh thần thì thân xác này có chết đi cũng không thể chấm dứt khổ và giải thoát được. Giả lại, khi nỗi khổ đạt đến mức tột cùng thì sẽ dẫn đến đau ở thân, tức là tinh thần suy sụp thì thân thể cũng bệnh hoạn theo. Ví dụ, khi chúng ta nói đau lòng quá, thực tế vì chúng ta quá thương tâm, trong lòng quá buồn đau mới thấy lòng mình quặn lại như bị dao cắt, đau đến không thể chịu được. Đó chính là nỗi đau tinh thần. Nhưng nếu đau khổ của chúng ta có sự đền đáp, chúng ta sẽ được an ủi phần nào. Dù có trải qua muôn cay nghìn đắng, chịu đủ nỗi dày dò cũng còn một tia hy vọng là mong có ngày khổ tận cam lai. Trường hợp này thì niềm hy vọng kia chính là niềm an ủi, và còn một tia hy vọng vào tương lai thì sẽ không còn khổ nữa. Nên khổ không phải là một cảm giác cố định, bất biến, mà nó sẽ thay đổi theo hoàn cảnh bên ngoài. Vì thế, nếu chúng ta chuẩn bị tâm lý tốt, dám làm dám chịu, có dũng khí đối diện với thực tế trước mắt, xử lý tình huống với tâm lý tự tại, không lo âu sợ sệt, không trốn tránh, đối diện với những gì đang xảy ra trước mắt, chỉ biết dốc hết sức mình để xoay chuyển tình huống theo chiều hướng tốt, theo khả năng có thể của mình, mà không phải bận tâm nhiều về kết quả của chúng, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy khổ đau, không còn bị áp lực tâm lý nữa. Phải chăng bạn đang lấy khổ làm vui? Phật dạy chúng ta rằng, nếu thể nhập được diệu lý, sắc tức là không, tính không của duyên khởi và vô thường thì có thể lìa khổ được vui và chứng nghiệm được niềm hạnh phúc đích thực. Nhưng thông thường khi con người cảm thấy trong lòng không vui thì họ chỉ cần nghe nhạc, khiêu vũ, chơi bài hoặc tham gia một hoạt động nào đó là họ cho rằng mình đã lìa khổ tìm vui, và việc tìm vui lánh khổ không nặng nề, quan trọng đến mức như trong kinh điển Phật giáo đề cập, và cũng không đến nỗi khó thực hiện như thế. Thế nên nhiều người cho rằng phí sức, phí thời gian đi tìm hiểu giáo lý Phật giáo để lìa khổ tìm vui, không bằng việc tự mình đi tìm cho mình một niềm vui trong một hoạt động hoặc một trò chơi nào đó. Thực ra, về cơ bản, niềm vui sướng hạnh phúc nói trên khác với hạnh phúc lìa khổ được vui mà Phật giáo đề cập. Thông thường người ta cho rằng có hai cách thưởng lạc. Một là chìm vào các chất gây nghiện như thuốc lá, bia, rượu, ma túy hoặc các chất kích thích khác. Các chất gây nghiện đều mang lại hưng phấn, khoái lạc tạm bợ, nhất thời cho con người, giúp con người quên đi thực trạng đau khổ của bản thân. Nhưng một khi các chất gây nghiện hết tác dụng, con người tỉnh lại, đối mặt với thực tế thì càng đau khổ hơn. Cách hưởng lạc còn lại là kích thích.
Điều này chỉ mang lại khoái cảm của thân xác, cũng giống như việc gãi cho đỡ ngứa khi bị côn trùng đốt, hoặc khi trời nóng bức chúng ta uống một cốc nước mát. Thoạt tiên nó cho ta cảm giác rất dễ chịu, sảng khoái vô cùng. Nhưng nếu chúng ta dùng các biện pháp kích thích kia để xử lý những việc gây khó chịu trước mắt thì nhất định sẽ mang bệnh. Như khi gãi nhiều thì sưng tấy, uống nước đá nhiều thì viêm họng. Đó là những hệ quả của việc dùng các biện pháp kích thích thân thể gây nên. Thông thường mọi người nghĩ rằng hưởng thụ bất quá chỉ là các hình thức gây mê hoặc tăng thêm kích thích hưng phấn cho cơ thể, xem đó là hạnh phúc. Thực ra họ đang lấy khổ làm vui, hoàn toàn không phải là niềm hạnh phúc đích thực. Thậm chí có lúc còn bị phản tác dụng do sử dụng không đúng cách. Ví dụ người mê đánh bạc, họ biết rõ rằng không thể ván nào cũng đánh thắng, nhưng lại luôn luôn mong thắng. Có thể chỉ thắng một ván đầu, nhưng nhờ đó gây hưng phấn cho họ, họ bị kích thích ham muốn. Song sự thực là càng đánh càng hy vọng thì càng thua. Người đánh bạc thua đau khổ đã đành, nhưng người thắng cũng không nhất định sẽ hạnh phúc. Có người chết vì quá vui mừng hưng phấn do đánh thắng bạc. Kiêu vũ cũng vậy, khi đang trên sàn nhảy, cảm giác lâng lâng khó tả, vô cùng thích thú hưng phấn. Khi đó họ đam mê đến nỗi không biết mình đang làm gì, nhưng sau khi về nhà tỉnh lại, cái cảm giác hưng phấn trên sàn nhảy tan tành mây khói, chỉ còn lại một mình trơ trọi, quanh mình vẫn thấy nhạt nhẽo, trống vắng ê chề. Đương nhiên khi tham gia lao động quá mệt mỏi vất vả, chúng ta có thể đi nghe nhạc, đánh cầu, đi bơi, đi dã ngoại du lịch, đều là những cách giải trí lành mạnh, có tác dụng thư giãn thần kinh, tăng thêm hứng thú làm việc. Đó không phải là việc xấu, tuy nhiên đó chỉ là những giải pháp tạm thời, thiếu tính triệt để rốt ráo. Càng không thể đảm bảo cho người tham gia rằng chỉ làm một lần như thế thì niềm vui kia đủ năng lượng để sử dụng cả đời. Theo Phật Pháp, niềm hạnh phúc do tu tập mang lại mới là niềm hạnh phúc đích thực. Quẳng hết gánh lo trong lòng mình, giúp chúng ta thể nghiệm sự giải thoát nhẹ nhàng khi tâm lý không còn mang nặng điều gì nữa. Niềm hạnh phúc này hoàn toàn khác xa so với niềm hạnh phúc tạm bợ cho những thú vui chơi, giải trí mang lại. Phần lớn thời gian đời người tất bật vì mưu sinh, kiếm tiền. Gánh nặng tiền bạc, gánh nặng cuộc sống đè xuống hai vai khiến người ta cảm thấy cuộc sống ê chề, mệt mỏi. Vì thế, nếu có thời gian rỗi rãi, mọi người hãy thử tham gia công tác từ thiện, tham gia lao động công ích, lắng bớt tâm lý lao động để kiếm tiền. Thay vào đó là tâm lý hiến dâng cho đồng loại, giúp chúng ta giảm bớt tham tâm, giảm nhẹ gánh nặng tiền bạc trong lòng. Hãy thử sống và làm việc không vì tiền trong một đôi ngày và thể nghiệm niềm hạnh phúc khi hiến dâng cho người khác xem sao. Giúp đỡ người khác theo cách này không những mang lại lợi ích cho họ mà còn có tác dụng điều hòa tâm sinh lý, xem đó là thuốc điều trị đau khổ cho thân tâm. Như thế bạn sẽ gặp được quả ngọt hạnh phúc. Mở rộng cõi lòng, vượt qua sự ràng buộc của hoàn cảnh. Nhiều người thường cảm thấy công việc của mình thuận lợi, sự nghiệp thành đạt, đời sống vật chất thư thả, ổn định, nhưng về mặt tinh thần cũng như cách sống, hành vi và tác động dường như có điều gì đó hạn chế, gò bó. Dường như có cái khung vô hình chụp lên đời sống, lên tinh thần mình, làm mình không thể thoải mái tự do được. Tấm lòng rộng mở có thể được chia thành hai cấp bậc. Cấp thứ nhất là cách nhìn rộng mở, tấm lòng quảng đại. Thông thường một người có cách sống lạc quan, khoáng đạt, thường có tâm tư vui theo tự nhiên, ngay cả trong môi trường cuộc sống hiện thực không được tốt đẹp. Những người như thế thường rất may mắn, bẩm tính họ thoáng, hào phóng. Thế nhưng những người này lại có tính thờ ơ, vô tình với mọi việc xung quanh, làm gì cũng được, thậm chí không có việc cũng không sao. Nếu cứ mãi như thế thì chắc chắn đời sống sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác như sống thiếu ý nghĩa. Cấp thứ hai của một tấm lòng rộng mở, chỉ người có tâm thế vui tươi, hạnh phúc, vượt mọi giới hạn của thời gian, không gian, vượt lên lợi hại, được mất, thành bại, thị phi. Những người có tâm thái vượt lên tất cả các chướng ngại kia mới đích thực là người có tấm lòng rộng mở. Tôi có quen một doanh nhân khá thành đạt, nhưng sau đó trong việc làm ăn cứ dần sa sút. Đứng trước cảnh công việc ngày càng thua lỗ đó, anh ta mất hết niềm tin. Tôi khuyên, anh vốn là người như bao người khác, không phải là một doanh nhân thành đạt, dần dần mới trở thành ông chủ. Vì vậy, doanh nhân vốn không phải là vật sở hữu của anh.
Bây giờ bất quá là anh đang trở về với chính anh trước đây. Vì thế anh phải có dũng khí để chấp nhận bản thân anh của trước đây chứ. Anh ta nói, trước đây chưa kinh doanh còn được, nhưng công việc kinh doanh đang thuận lợi bỗng nhiên thua lỗ nặng. Trong một thời gian ngắn mà mất quá nhiều tiền, quả thực con không biết làm thế nào. Tôi an ủi, chúng ta sinh ra không mang theo việc kinh doanh mua bán, chết cũng không thể mang đi. Nên chỉ cần làm thật tốt những gì có thể, còn những gì không thể thì hãy buông xuống. Những gì đang xảy ra với công việc làm ăn của anh chính là kết quả của nhiều nguyên nhân, yếu tố khách quan mang lại. Dù anh có lao tâm lao lực đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Anh ta nghe tôi nói thế liền bảo rằng, chẳng lẽ sự nghiệp làm ăn cứ thế ra đi. Tôi nói, ban đầu anh có sự nghiệp gì đâu, hãy xem như mình chưa có gì để làm lại từ đầu xem sao, có được không? Anh ta nói, nhưng con không còn chút hy vọng nào nữa thầy à. Tôi khuyên, không nên nghĩ như vậy. Nếu đời này anh không còn chút hy vọng nào thì đời sau cũng thế, và mãi mãi muôn kiếp đều thế. Một người có tấm lòng rộng mở sẽ không bao giờ nghĩ rằng tất cả mọi việc đều đã chấm dứt. Họ chỉ nghĩ rằng khi cần nỗ lực hết mình sẽ nỗ lực hết mình, khi cần né tránh sẽ né tránh, khi cần xử lý sẽ xử lý. Nếu không còn biện pháp nào, không còn cách nào để xoay chuyển cục diện thì ít nhất vẫn còn dũng khí để chấp nhận sự thật, chờ thời cơ mới, cơ hội mới sẽ làm lại từ đầu. Đây là thái độ sống đúng, biết cương biết nhu, biết co biết duỗi. Như người xưa từng nói, quân tử an bần đạt nhân tri mạng, mà quân tử yên với phận nghèo, thực hiện điều nhân và hài lòng với những gì vốn không thể thay đổi được. Nên nếu điều kiện ngoại tại lúc đó không cho phép mình thực hiện mong ước thì hãy buông xuống, đó cũng là một việc làm trí tuệ. Một lần nọ khi hay tin mưa bão về, tôi sợ mưa sẽ làm ngập những vật dụng để ở chỗ thấp trong Bắc Đẩu Nông Thiền Tự, nên cho người dọn tất cả các vật dụng ở chỗ thấp lên cao, nhưng cuối cùng vẫn bị ngập trong nước, các vật dụng hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, thấy mình đã làm hết khả năng có thể nhưng vẫn không thể cứu được thì thôi. Điều quan trọng là mình đã tận lực, có thành công hay không không còn là vấn đề nữa. Điều quan trọng trong trường hợp này là làm thế nào để đối diện xử lý tốt nhất khi sự việc đã xảy ra. Sở dĩ có được thái độ như thế là vì tôi đã hiểu được luật nhân quả, có cái nhìn đúng đắn theo tinh thần nhân duyên nhân quả. Nếu bạn hiểu đúng theo tinh thần nhân duyên nhân quả thì sẽ vượt qua giới hạn của hoàn cảnh ngoại tại, vượt lên quan niệm được mất lợi hại thành bại. Đạt đến trình độ này mới được xem là người có tấm lòng rộng mở. Chương 2. Khổ đau là gì? Đau khổ sinh khởi và tiêu mất. Khi nhắc đến giáo lý của Đạo Phật, điều đầu tiên người ta nói tới là khổ. Phật dạy, tất thảy chúng sinh đều khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vì đã cảm ngộ sâu sắc sự đau khổ từ sinh, lão, bệnh, tử của con người, mà hy vọng rằng có thể nhờ vào công đức tu tập để được giải thoát. Đức Phật sau khi giác ngộ, trước tiên thuyết giảng về tứ diệu đế. Chân lý cơ bản của Phật Pháp, khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là một trong những điều cơ bản đó. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta đều có thể cảm nhận được, phát hiện ra. Vậy do đâu mà khổ? Khổ từ đâu mà có? Nguyên nhân khổ không phải là sự thiếu thốn về vật chất, cơm, áo, gạo, tiền. Khổ là mấu chốt của sự mâu thuẫn, giằng co trong nội tâm mà không có cách gì giải thoát được. Hay nói khác đi, là sự đau khổ nội tâm. Thực tế, sở dĩ chúng ta có thể cảm nhận được hết thảy mọi sự đau khổ là bởi những điều đó chính do chúng ta gây nên và chính chúng ta phải chịu đựng nó. Trong cuộc sống, chính từ sự ngu muội, không thấu hiểu đạo lý nhân quả mà con người có những hành vi sai lệch về tất cả các phương diện: thể xác, ngôn ngữ, tâm lý, thân, khẩu, ý. Những hành vi ấy chính là nguyên nhân gây ra đau khổ. Sở dĩ nói Bồ Tát sợ nhân, chúng nhân sợ quả là gì? Bồ Tát lấy việc không tạo ra các nguyên nhân gây ra đau khổ làm phương pháp giải thoát cơ bản. Trong khi đó,
kẻ phàm phu, chúng sinh chỉ biết trốn tránh hậu quả của sự đau khổ. Khi gặp chuyện đau khổ, chỉ mong sớm thoát ra. Nhưng trong quá trình trốn chạy bạt mạng ấy, vô hình chung lại đang tạo ra nguyên nhân cho cái khổ khác khởi phát. Thật ra, hậu quả của nỗi khổ cũng như là cái bóng của chính mình. Như câu "như bóng với hình" mà ta thường nói, có khác gì giữa trời nắng muốn đẩy cái bóng của mình ra vậy? Cho nên, càng ra sức tháo chạy, chạy đến khi sức cùng lực kiệt mà cái bóng ấy vẫn theo sát bên mình. Trừ khi thân này không còn nữa, cái bóng mới mất đi. Vì vậy, nếu chúng ta vẫn tiếp tục gây ra nguyên nhân của sự đau khổ, thì hậu quả của nó sẽ mãi mãi đeo bám chúng ta. Cũng như sau khi ăn cơm xong, cơm thừa canh cặn còn vương vãi trên mặt bàn, chúng ta phải tự thu dọn sạch sẽ. Kể cả khi bỏ tiền ra thuê người khác dọn dẹp, thì số tiền đó cũng là do chính mình kiếm ra. Cho nên, tất cả mọi sự đau khổ đều là kết quả của luân hồi nhân quả, chúng ta tự làm tự chịu. Chạy trốn sự đau khổ chẳng có ích gì, chỉ có dũng cảm đối diện, đón nhận sự đau khổ mới có thể tiếp tục chịu đựng nó. Song, hiệu quả nhất vẫn là không tiếp tục gây ra nguyên nhân tạo nên sự đau khổ nữa. Từ đó có thể thấy, muốn thoát khổ được vui, cần phải hạn chế nguyên nhân gây khổ. Tu tập, thực hành đạo là phương pháp hữu hiệu nhất. Trong quá trình tu tập, thực hành đạo, trí tuệ, huệ của chúng ta ngày càng phát triển và có thể vận dụng trí tuệ đó để cân bằng nội tâm của mình, nhận thức được những khổ đau mình đang gánh chịu đều do chính bản thân tự gây ra. Từ đó có đủ ý chí để đối mặt với nó. Cứ như vậy, dần dần sẽ không đau khổ nữa, cũng không còn chỉ biết than thân trách phận, chạy trốn thực tại mà dũng cảm đối diện, đón nhận và biết cách khắc phục nó, không gây phiền não cho mình và người khác, đồng thời hạn chế tối đa nguyên nhân gây nên sự đau khổ, phiền muộn, hạn chế nguyên nhân khởi phát đau khổ, thì tự khắc sẽ giảm nhẹ được hậu quả. Đó chính là tu tập vậy. Không khổ chút nào. Diệt khổ theo tinh thần Phật giáo có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là sau khi chúng ta diệt hết khổ thì không còn tái sinh vào cõi đời này để chịu luân hồi khổ báo nữa. Thứ hai là sau khi diệt khổ, không những không lìa cõi đời đau khổ này mà ngược lại còn tiếp tục đầu thai vào cõi ta bà để cứu khổ cứu nạn cho những người còn lại. Đây chính là tinh thần của người thực hành hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Thực ra chỉ cần chúng ta biết thay đổi quan niệm, thái độ nhìn nhận và cảm thụ thì sẽ không còn khổ nữa. Tuy nhiên, vì còn tấm thân tứ đại này nên dù về quan niệm, về tinh thần đã hiểu rất rõ thế nào là khổ, nhưng trong trường hợp nào đó sẽ mang lại những cảm giác về khổ. Chính vì nguyên nhân này mà một số vị tu hành tuy đã lìa khổ nhưng không có cách nào bảo đảm rằng bản thân mãi mãi không còn đau khổ nữa, nên cứ mong ước rằng mình sẽ không trở lại cõi đời này nữa. Với một vị Bồ Tát đích thực, chẳng nơi nào là khổ, cũng chẳng có nơi nào không khổ, vì họ biết rất rõ các nguyên nhân dẫn đến đau khổ của chúng sinh. Một khi hiểu rõ nguyên nhân của khổ, sẽ không cho như thế là khổ nữa. Ví dụ, tôi thường nói với người học thiền với tôi rằng, việc mỏi chân khi ngồi thiền là lẽ tất nhiên. Đây là điều không thể tránh, không thể thiếu của một người học thiền, tham thiền, vì cực kỳ hiếm có người ngồi thiền mà không mỏi chân. Nếu khi ngồi thiền, hễ chân mỏi là xả thiền đứng dậy đi lại, thì bạn mãi mãi không bao giờ cảm nhận được niềm vui sướng khi chân không bị mỏi. Vì thế, tôi thường khuyên các học trò rằng, nếu còn có thể chịu đau, thì hãy cố chịu. Khi đó việc đau chân sẽ không còn là đau thật nữa. Chỉ cần giữ thân và hai chân thật vững, thật yên, đợi lát sau khi cơn đau đi qua sẽ không còn thấy đau. Ngược lại sẽ có một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Nếu bạn muốn thử cảm giác đó, trước tiên bạn phải vượt qua cảm giác cực kỳ đau đớn của thân thể. Có nhiều người chịu khổ
chịu nhọc rất tốt. Dù sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt, họ vẫn thấy thư thái thoải mái. Ví như thầy Nhan Hồi, vị cao đệ của Khổng Tử, sống trong ngõ nhỏ quê nghèo, sống đời sống lấy vỏ tre làm bát ăn, lấy vỏ trái bầu làm ca đựng nước uống, chịu cái khổ mà người khác không thể chịu được. Nhưng niềm vui trong lòng thầy vẫn không thay đổi vì hoàn cảnh khó khăn kia. Sở dĩ niềm vui của thầy Nhan Hồi vẫn trọn vẹn vì lòng mình đã đủ hạnh phúc, dù hoàn cảnh có nghèo hơn cũng không thể nghèo được nữa. Thầy Nhan Hồi được người đời tôn xưng là người hiền. Thầy có thể chịu được những điều mà người khác không kham nổi, nhưng trong khi chịu khổ, thầy không cho đó là khổ, vì thầy đã cam tâm tình nguyện vui với cuộc sống thiếu thốn vật chất kia để lòng mình được sung túc. Vào thập niên 40 của thế kỷ trước, tôi vào quân ngũ của quân đội Trung Quốc đến Đài Loan. Lúc đó, mỗi người lính chỉ có một bộ áo quần, nên có muốn giặt giũ cũng không thể giặt, chỉ đợi khi nào có dịp đi tắm xong mới giặt được. Mỗi khi mặc quần áo trở về quân ngũ, đều cảm thấy tinh thần thoải mái phấn chấn. Người thường ít phải chịu khổ như thế, sẽ thấy rằng cuộc sống như thế quá ư cực khổ. Nhưng lúc đó, cả chúng tôi và người khác đều cảm nhận hoàn toàn khác, chẳng thấy khổ tí nào. Đây chính là ví dụ điển hình về việc đi sâu vào khổ sẽ không còn cảm thấy khổ nữa. Với những người đã sống với khổ, khi họ đã thoát khổ, nếu bảo họ vào trong đau khổ, thì họ cũng không còn cảm thấy sợ khổ nữa, vì họ đã không còn xem khổ là điều không thể chịu được. Thế nên, một thế giới tiêu cực không thể mang lại cảm giác hạnh phúc, mà chỉ có người hiểu khổ một cách tích cực, thể nghiệm khổ, trưởng thành trong khổ, mới có khả năng lìa khổ được vui một cách thực thụ. Khi dần dần thoát khỏi đau khổ, đến bờ hạnh phúc, chúng ta mới có thể hiểu được niềm vui trong đau khổ. Đấy mới chính là sự diệt khổ đích thực. Biết khổ, thể nghiệm khổ, không cho đấy là khổ. Phật giáo bàn rất nhiều về sự khổ. Theo Phật giáo, đời người là một quá trình chịu nhiều cái khổ, như khổ của sinh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết. Ngoài ra, còn có các nỗi khổ khác như cầu không như ý, quán thù gặp gỡ, thâm ngũ quẩn nung nấu, tất cả cộng lại thành 8 nỗi khổ, bát khổ. Lìa khổ, diệt khổ là mục đích cuối cùng của Đạo Phật. Nhưng trước khi lìa khổ, diệt khổ, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết nhận diện đau khổ. Phật giáo phân tích về các nỗi khổ nhằm giúp chúng ta hiểu được những nguyên nhân chính tạo nên đau khổ. Nhưng nếu chúng ta chỉ hiểu khổ trên mặt chữ, hiểu khổ qua sự miêu tả của người khác, thì dù chúng ta có thuộc lòng hết tất cả các nỗi khổ mà chưa thực sự trải qua, chúng ta vẫn chưa thể thể nghiệm hết đau khổ. Vì thế, kiến thức về khổ trong Phật giáo bất quá cũng chỉ là sự miêu tả về khổ. Điều đó chưa đủ tạo sức mạnh cho chúng ta đối diện khổ. Vì khi gặp tình huống bất ngờ không như mong đợi, chúng ta vẫn tham, sân, si. Khi gặp những điều yêu thích vẫn tham lam, muốn thu nhận tất cả cho mình. Dù thế nào đi nữa, thì con người cũng chỉ chạy loanh quanh các tâm lý tạo khổ như tham lam, sân giận, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ mà thôi. Còn về bản chất của khổ là thế nào vẫn không thể nào biết được. Điều này sẽ ngăn ngại khả năng thoát khổ của chúng ta. Mọi việc chúng ta cần phải tự thân trải qua mới để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng. Nhiều người tìm hiểu Phật Pháp liền biết ngay cuộc đời là biển khổ, và từ đó họ chuyên tâm tu Phật. Phần lớn những người còn lại cần phải tự thân trải qua đau khổ, như gặp tai nạn, qua cơn bệnh nặng, qua sự biệt ly đau đớn mới hiểu đời là biển khổ. Ví dụ, người may mắn duy nhất sống sót sau một vụ tai nạn máy bay, hoặc người lâm bệnh thập tử nhất sinh nhưng được cứu sống mới hiểu thế nào là khổ. Khi trải qua được những nỗi khổ đó, họ sẽ có thái độ sống hoàn toàn khác. Sở dĩ như thế là vì họ đã từng chết hụt, nên sẽ vô cùng quý trọng sự sống này. Cho nên, dù cuộc sống có khổ hơn
họ vẫn chịu đựng được. Họ sẽ không còn thấp thỏm lo âu về cuộc sống như những người bình thường khác. Ngoài ra, những người có người thân đột ngột qua đời sẽ nhận thấy sự mong manh của sự sống. Từ đó, họ trân trọng tình cảm với mọi người xung quanh. Để ghi nhận tình cảm của mình đối với người đã thiếu may mắn ra đi, họ sẽ có thái độ sống khác, hoặc là làm từ thiện, cống hiến sức mình cho xã hội, hoặc là hiến tài sản cho các nơi làm từ thiện. Nhờ tự thân trải nghiệm khổ, họ sẽ cảm nhận rất mạnh mẽ sự vô thường của cuộc sống. Nhờ trải qua các nỗi khổ cùng tột đó, sau này họ sẽ không còn bị khổ uy hiếp, không còn thấy khổ nữa. Từ những điểm trên, chúng ta thấy rằng các vị Bồ Tát chắc chắn tu tập từ trong những khổ đau của mình và chúng sinh, vì các ngài là người dấn thân vào đời, chịu mọi đau khổ mà chúng sinh từng chịu, nên khi dấn thân vào đó không còn thấy khổ mà chỉ thấy vui vì đã cứu giúp chúng sinh. Hơn nữa, các ngài vào trong đau khổ để cứu người khổ đau. Như Bồ Tát Địa Tạng từng nói, nếu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục để cứu khổ chúng sinh? Quả thực, những người biết dấn thân vào đời thật vĩ đại biết bao. Từ những ví dụ trên, chúng ta thấy rằng nếu muốn biết khổ, thể nghiệm khổ, thì hãy biết rằng bản thân của khổ chưa từng tồn tại trong đời. Thấy khổ không còn là khổ nữa. Tuy nhiên, chỉ những vị Bồ Tát và những người trải đời mới hiểu hết điều này. Là một người tu hành Phật Pháp, muốn lìa khổ, diệt khổ, phải không ngừng tu tập, vượt qua trùng trùng chướng ngại của thân tâm, để từ đó vượt lên tất cả khổ nạn. Không quyến luyến, không trốn tránh. Tuy giáo lý Phật đã bàn nhiều về các nỗi khổ của chúng sinh, nhưng không có nghĩa là những người học Phật nhất định phải trốn đời, trốn tránh hiện thực một cách tiêu cực để lánh khổ tìm vui. Quan niệm về khổ theo Phật giáo không phải là vị đắng của vị giác mang lại, cũng chẳng phải cái không như ý của các giác quan mang lại, mà chủ yếu chỉ nỗi khổ trong tâm niệm, trong quan niệm của con người. Cái khổ thực sự mà Phật giáo muốn chỉ ra, đó là sự khổ tâm trong lòng người. Nếu một người có nhân sinh quan lệch lạc, không rõ ràng, chính xác, luôn luôn lấy cái tôi làm trung tâm của mọi vấn đề, thì đấy mới là cái khổ thực sự. Điều này cũng giống như con tầm nhã kén, tự trói buộc mình. Cho nên tục ngữ có câu, thiên hạ vốn vô sự, kẻ ngu tự đặt điều. Phần lớn con người tự tìm trái đắng, ăn rồi kêu khổ, quả thực là hạng phàm phu. Khổ mà Phật Pháp muốn nói tới ở đây là những phản ứng tâm lý sinh ra từ ba độc căn, tham, sân, si, như đau buồn, sầu não, phiền muộn. Thế nên, khổ không phải là điều cố định, bất biến. Cũng không phải cùng sinh ra với con người, nên chỉ cần chúng ta thay đổi quan niệm sống, có nhân sinh quan đúng đắn, thì đau khổ sẽ không còn nơi để tồn tại. Dù trên mặt hiện tượng, tưởng như đó là đau khổ, một người ở trong cái mà người khác quy là đau khổ, nhưng bản thân họ không nghĩ là thế, thì vẫn không khổ, cũng không cảm thấy khổ nữa. Ví dụ, khi chúng ta hy sinh vì người khác, vì thân bằng quyến thuộc, vì tổ quốc, thì sẽ không thấy cái chết là khổ, không thấy sự đau đớn là khổ. Vì lúc đó, chúng ta đã tìm thấy ý nghĩa của đời mình, thấy giá trị của sự sống đời mình, lòng không còn cảm thấy trống trải. Tuy cùng phải bỏ ra công sức nhọc nhằn, nhưng trong lòng mình thỏa mãn, thích thú, thì khổ không còn là khổ nữa. Điều này cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của thái độ sống đúng đắn. Ví dụ, khi ta vận dụng câu soi rọi quán chiếu năm quẩn là không nên vượt qua tất cả đau khổ của Bát Nhã Tâm Kinh vào đời sống thực tế, thì sẽ dễ dàng nhận thấy rằng tấm thân này có được nhờ các yếu tố giả hợp mà nên. Mọi sự vật trong đời đều vận động vô thường, không ngừng thay đổi. Nó chỉ tồn tại trong thoáng chốc như sương mai. Khi hiểu được điểm này, con người sẽ không vật giả đấu tranh với bản thân, với con người và thế giới nữa. Một khi đối diện với khổ đau,
họ không còn tâm lý sợ hãi, trốn tránh, mà giờ họ có đủ dũng khí để đối diện và giải quyết với hết khả năng của mình, không còn bị nỗi khổ uy hiếp nữa. Thực ra cái khổ đến với ta thì ít, mà tâm lý sợ khổ làm khổ chúng ta nhiều hơn. Đấy chính là nỗi khổ tự chuốc không đáng có của con người. Một người thực sự thấu hiểu giáo lý Phật giáo sẽ dễ dàng nhận thấy một cách rõ ràng rằng trên thực tế, khổ chẳng qua chỉ tồn tại trong những quan niệm sai lầm. Những quan niệm đó đều do con người làm chủ. Vì thế, không lý do gì mà chúng ta lại để điều chúng ta có thể làm chủ đi làm khổ mình cả. Thế giới hiện thực chẳng có gì đáng sợ, chẳng có gì mà chúng ta phải trốn tránh nó. Thế thì chúng ta hà tất phải bi quan tránh đời? Từ kinh điển và lịch sử cho thấy, sau khi giác ngộ, Đức Thích Ca đã giải thoát mọi khổ đau của thế gian. Tuy nhiên, Ngài đâu có từ bỏ cuộc đời này. Ngược lại, Ngài còn đi sâu vào đời để giúp đời, giúp người thoát khổ. Vì thế, nếu ai bảo rằng hiện thực cuộc sống này đáng sợ, đáng trốn tránh là hoàn toàn sai lầm, đi ngược lại với những gì Đức Phật đã làm, đã dạy. Đồng thời, đấy không phải là người tu hành đích thực. Cũng cần lưu ý rằng, tinh thần nhập thế ở đây không có nghĩa như nhập thế mà mọi người thường nghĩ. Trong Phật Pháp, có ba từ để chỉ tinh thần, thái độ của một người tu hành như xuất thế, vượt ra ngoài thế gian, nhập thế, đi sâu vào đời, luyến thế, tham tiếc cuộc đời. Quan niệm về nhập thế như mọi người nghĩ thường bị nhầm lẫn với luyến thế, tham luyến cái phù phiếm, hư danh, tình yêu nam nữ của trần tục và các thứ hưởng thụ vật chất khác. Một vị Bồ Tát thực sự thì tuy thân trong bụi trần, nhưng lòng vẫn thanh cao, không bị vật chất tình cảm tầm thường nhấn chìm, khuấy nhiễu, làm phiền muộn. Đấy mới chính là tinh thần nhập thế đích thực, và nhập thế như thế cũng là xuất thế vậy. Từ giải thích về nhập thế ở trên, chúng ta thấy rằng nhập thế đúng nghĩa cũng chính là ý nghĩa của xuất thế. Xuất thế nhưng không phải trốn đời, lánh người, xa rời nhân gian. Vào đời để cứu đời nhưng không vướng bận với tiền tài, danh lợi, nam nữ. Ấy chính là chân ý nghĩa của nhập thế và xuất thế. Chừng nào chúng ta vào đời nhưng không tham luyến cuộc đời, không tham luyến cuộc đời, đồng thời cũng không trốn tránh hiện thực, thì đấy chính là lìa khổ được vui vậy. Tận dụng thân tứ đại. Trong các phương pháp tu tập có bốn phép quán được gọi là tứ niệm xứ, gồm quán thể là nhơ bẩn, quán cảm thụ là khổ, quán tâm lý là vô thường, quán các pháp vốn không có chủ thể cố định. Trong những phép quán căn bản đó đều có thể giúp chúng ta phá chấp, vượt qua giới hạn nhỏ bé của bản thân. Vì thế, đây là một trong những phép tu căn bản theo Phật giáo. Quan sát thân thể là thứ nhơ bẩn, nếu không đi sâu tìm hiểu sẽ thấy đây là điều vô cùng mầu nhiệm. Nếu xét từ quan điểm thông thường thì quán thân bất tịnh, nghĩa là quán tưởng thân thể của mình là thứ vật chất không sạch. Ai cũng cho rằng thân thể mình là thứ đáng yêu nhất, sạch sẽ nhất, là vật quan trọng nhất của mình. Thế nhưng Đức Phật dạy rằng tấm thân này là cái túi đựng những vật nhơ bẩn, xú bì nan, cho rằng thân thể là tổ hợp của những thứ nhơ bẩn tạo nên. Thân thể nhơ bẩn xét theo các phương diện sau. Thứ nhất, xét từ cội nguồn, thân này sinh ra do sự kết hợp hai thứ bất tịnh của tinh cha huyết mẹ mà thụ thai. Theo quan điểm tạo Phật, tâm dâm dục là thứ không sạch, nên thân thể được tạo ra từ dâm dục nhất định cũng sẽ không sạch. Thứ hai, khi mang thai, thai nhi trong bụng mẹ đã ở chung với những thứ bất tịnh. Thứ ba, sau khi sinh, thân thể của thai nhi không sạch nên cần phải tắm rửa. Thứ tư, trong quá trình trưởng thành, dù ăn những thứ đã được đun sôi nấu chín, nhưng qua tiêu hóa rồi bài tiết ra ngoài toàn những thứ không sạch. Ngoài đại tiện, tiểu tiện ra,
nếu vài hôm không tắm rửa, không súc miệng thì thân thể hôi thối, các chất thải sẽ chảy ra theo bảy lỗ như tai, mắt, mũi, miệng. Quả thực thân là thứ bất tịnh. Sau khi quan sát kỹ tấm thân này như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng nó vốn không đáng yêu, không sạch sẽ như chúng ta nghĩ về nó. Từ đó chúng ta thấy rằng mọi sự chấp chặt vào tấm thân, lấy mình làm trung tâm đều sai lầm và không cần thiết. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ dùng phương pháp quán thân bất tịnh mãi trong thời gian dài, sẽ dẫn đến những tác dụng không như ý. Vì nếu cứ quán sát thân là vật bất tịnh, đáng sợ, đáng bỏ trong một thời gian dài, thì dần dần hành giả sẽ tự chán ghét bản thân, thậm chí không còn muốn sống và cuối cùng dẫn đến tự sát. Đây là điều đã xảy ra khi Đức Phật còn tại thế. Phép quán thân bất tịnh với mục đích giúp chúng ta không quá tham luyến tấm thân này, không nên quá sức dung dán cho nó. Chỉ cần hiểu rằng thân này do tứ đại giả hợp mà có, không sạch sẽ. Nhưng chúng ta cần tận dụng nó để tu tập, tận dụng nó để hành thiện, nuôi dưỡng tâm từ bi và dung bồi tuệ nghiệp. Nếu không có thân này thì không có phương tiện nào tốt hơn để tu tập nữa. Vì thế, thân thể tuy không sạch, nhưng chỉ cần chúng ta không quá tham đắm nó, không nên mất quá nhiều thời gian để chăm sóc nó là được. Ngoài ra, chúng ta cần bảo vệ, duy trì sự sống và sống khỏe mạnh. Như thế mới là người biết tận dụng thân này, giúp nó phát huy tốt nhất mầm từ bi trí tuệ. Quán thân bất tịnh không phải là gieo vào lòng mình thái độ coi thường mạng sống của bản thân. Ngược lại, còn phải cảm ơn chúng đã cho mình điều kiện tốt nhất để tu tập phát huy tối đa mặt tốt của nó. Tâm vô thường. Cơ thể của chúng ta không ngừng biến đổi, suy nghĩ cũng như vậy. Dòng suy nghĩ này nối tiếp dòng suy nghĩ kia, liên tục không ngừng, đổi thay bất định. Vì vậy, nói đến tâm vô thường trong tứ niệm xứ của Phật giáo chính là để chúng ta hiểu được suy nghĩ cũng là hư không, sinh khởi và tiêu trừ biến đổi trong chốc lát. Tâm chúng sinh là tâm phiền não, tâm vọng tưởng thường xuyên thay đổi, nên hoàn toàn không chân thực và chỉ là sự tồn tại nhất thời không lâu bền mà thôi. Khi ở Mỹ, tôi gặp một số người phương Tây thường xuyên thay đổi quyết định. Nếu như hỏi anh ta, hôm qua anh đã nhận lời rồi, sao hôm nay lại thay đổi vậy? Anh ta sẽ trả lời, tôi thay đổi quyết định rồi. Thực chất, suy nghĩ tinh thần chính là tâm, vì thế cũng có thể nói là tôi thay đổi tâm mình. Đó chính là tâm vô thường, vì tâm có thể thay đổi. Ngày hôm qua suy nghĩ không giống ngày hôm nay, suy nghĩ vừa qua không giống với suy nghĩ hiện tại. Suy nghĩ của mình có thể mâu thuẫn, đối nghịch nhau, nghĩ về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Điều đó càng chứng tỏ tâm của chúng ta là tâm vô thường. Không chỉ có người phương Tây mới như vậy, tâm của tất cả chúng sinh đều thay đổi không ngừng. Đức Phật cho chúng ta biết, tâm phiền não của chúng sinh biến đổi bất định. Trong một suy nghĩ có bốn hình thái, sinh, trụ, dị, diệt. Suy nghĩ trước sau có thể tự đấu tranh, mâu thuẫn. Các dòng suy nghĩ lớp lớp nối tiếp, sinh diệt, biến hóa không ngừng. Hôm nay ta thấy một bông hoa đẹp, trong lòng thấy vô cùng thích thú, muốn thưởng thức hương thơm, muốn lại gần quan sát vẻ đẹp của nó. Hôm sau, ta có thể vì bị những chiếc gai của chính bông hoa đó làm bị thương mà suy nghĩ của ta về nó thay đổi, cảm thấy bông hoa này thật đáng ghét và không muốn hái mang về nữa. Đối với con người cũng vậy. Hôm nay ta thấy người này vô cùng đáng ghét. Sau một quá trình tiếp xúc gần gũi, ngày càng hiểu biết lẫn nhau, sẽ nhận ra người đó rất tốt và ngày càng yêu thích. Đúng như ta thường nói, đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết là người hiền ngu vậy. Từ đó có thể thấy, quan niệm và suy nghĩ của chúng ta thường xuyên thay đổi, đó chính là tâm vô thường. Tâm chính là chủ nhân của chúng ta. Vì vậy, khi nói tâm vô thường, có vẻ như chúng ta đã mất đi người lãnh đạo. Thực ra, chính nhờ có tâm vô thường,
chúng ta mới có thể thấy được ở sau tâm vô thường ấy là một tâm vĩnh hằng bất biến, là tâm Phật, tâm thanh tịnh, là minh tâm kiến tính được nhắc đến trong thiền tông mà chúng ta cần đi tìm và thấu hiểu. Đó cũng là tâm trí tuệ, tâm từ bi vậy. Ở đó không có cái tôi ích kỷ, tự tư, tự lợi, không có cái tôi cố chấp, chấp trước, và cũng không có tư tưởng cho mình là trung tâm. Tâm thanh tịnh chính là tâm bất biến. Nếu không, khi một người hôm nay đã giác ngộ thành Phật, nhưng thay đổi suy nghĩ và tuyên bố rằng tôi thay đổi quyết định rồi, thì ngày mai lập tức lại trở về là chúng sinh. Một người đã chứng ngộ giải thoát, sau khi đã đạt được tâm trí huệ thanh tịnh, thì sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Vì vậy, Kinh Niết Bàn có nói, tâm vô ngã, tâm thường trụ bất biến chính là tâm Phật. Tuy nhiên, có thể vì Phật Pháp thường xuyên nhấn mạnh rằng thế giới này là hư vô, nên dẫn đến rất nhiều các tác phẩm văn học Trung Quốc khi nói về Phật giáo đều mô tả diện mạo Phật giáo là tiêu cực, lánh đời, rời xa thế sự. Dường như tất cả những gì Phật giáo nói đến đều không nằm ngoài sự hư ảo, bất lực, vô thường, mà Hồng Lâu Mộng là một trong những ví dụ rõ nét nhất. Thực chất hoàn toàn không đúng như vậy. Sự vô thường mà Phật giáo nói tới là vô cùng tích cực. Chính là vì vô thường nên sẽ không cảm thấy thất vọng. Có thể lúc này bạn đang vô cùng phiền muộn, cảm thấy rất thất vọng, đau khổ. Nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Cộng với sự thay đổi của môi trường xung quanh, nhất định cuộc sống của bạn sẽ có những chuyển biến tích cực. Tâm trạng của chúng ta cũng theo đó mà thay đổi, trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Ví dụ, hiện tại bạn thấy rất bế tắc, chán nản, tương lai mù mịt, dường như không còn một tia hy vọng nào nữa. Nhưng sau khi tìm đến với Phật Pháp, được ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi, tâm tư thay đổi, bạn sẽ nhận ra một chân trời mới, tươi vui, sáng lạn đang rộng mở chờ đón bạn. Vì vậy, trên thực tế, tâm vô thường có thể mang tới cho chúng ta nguồn hy vọng vô tận. Chính vì suy nghĩ có thể thay đổi nên, chỉ cần xác định lại tư tưởng, thì cuộc sống cũng sẽ chuyển biến, kể cả khi điều kiện sống, môi trường chung quanh mình có thay đổi. Hy vọng về tương lai. Đau khổ sinh khởi và tiêu mất. Khi nhắc đến giáo lý của Đạo Phật, điều đầu tiên người ta nói tới là khổ. Phật dạy, tất thảy chúng sinh đều khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vì đã cảm ngộ sâu sắc sự đau khổ từ sinh, lão, bệnh, tử của con người, mà hy vọng rằng có thể nhờ vào công đức tu tập để được giải thoát. Đức Phật sau khi giác ngộ, trước tiên thuyết giảng về tứ diệu đế. Chân lý cơ bản của Phật Pháp, khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là một trong những điều cơ bản đó. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta đều có thể cảm nhận được, phát hiện ra. Vậy do đâu mà khổ? Khổ từ đâu mà có? Nguyên nhân khổ không phải là sự thiếu thốn về vật chất, cơm, áo, gạo, tiền. Khổ là mấu chốt của sự mâu thuẫn, giằng co trong nội tâm mà không có cách gì giải thoát được. Hay nói khác đi, là sự đau khổ nội tâm. Thực tế, sở dĩ chúng ta có thể cảm nhận được hết thảy mọi sự đau khổ là bởi những điều đó chính do chúng ta gây nên và chính chúng ta phải chịu đựng nó. Trong cuộc sống, chính từ sự ngu muội, không thấu hiểu đạo lý nhân quả mà con người có những hành vi sai lệch về tất cả các phương diện: thể xác, ngôn ngữ, tâm lý, thân, khẩu, ý. Những hành vi ấy chính là nguyên nhân gây ra đau khổ. Sở dĩ nói Bồ Tát sợ nhân, chúng nhân sợ quả là gì? Bồ Tát lấy việc không tạo ra các nguyên nhân gây ra đau khổ làm phương pháp giải thoát cơ bản. Trong khi đó, kẻ phàm phu, chúng sinh chỉ biết trốn tránh hậu quả của sự đau khổ. Khi gặp chuyện đau khổ, chỉ mong sớm thoát ra. Nhưng trong quá trình trốn chạy bạt mạng ấy, vô hình chung lại đang tạo ra nguyên nhân cho cái khổ khác khởi phát. Thật ra, hậu quả của nỗi khổ
cũng như là cái bóng của chính mình. Như câu như bóng với hình mà ta thường nói, có khác gì giữa trời nắng muốn đẩy cái bóng của mình ra vậy? Cho nên càng ra sức tháo chạy, chạy đến khi sức cùng lực kiệt mà cái bóng ấy vẫn theo sát bên mình. Trừ khi thân này không còn nữa, cái bóng mới mất đi. Vì vậy, nếu chúng ta vẫn tiếp tục gây ra nguyên nhân của sự đau khổ, thì hậu quả của nó sẽ mãi mãi đeo bám chúng ta. Cũng như sau khi ăn cơm xong, cơm thừa canh cặn còn vương vãi trên mặt bàn, chúng ta phải tự thu dọn sạch sẽ. Kể cả khi bỏ tiền ra thuê người khác dọn dẹp, thì số tiền đó cũng là do chính mình kiếm ra. Cho nên, tất cả mọi sự đau khổ đều là kết quả của luân hồi nhân quả chúng ta tự làm tự chịu. Chạy trốn sự đau khổ chẳng có ích gì, chỉ có dũng cảm đối diện, đón nhận sự đau khổ mới có thể tiếp tục chịu đựng nó. Song hiệu quả nhất vẫn là không tiếp tục gây ra nguyên nhân tạo nên sự đau khổ nữa. Từ đó có thể thấy, muốn thoát khổ được vui cần phải hạn chế nguyên nhân gây khổ. Tu tập, thực hành đạo là phương pháp hữu hiệu nhất. Trong quá trình tu tập, thực hành đạo, trí tuệ, huệ của chúng ta ngày càng phát triển và có thể vận dụng trí tuệ đó để cân bằng nội tâm của mình, nhận thức được những khổ đau mình đang gánh chịu đều do chính bản thân tự gây ra. Từ đó có đủ ý chí để đối mặt với nó. Cứ như vậy, dần dần sẽ không đau khổ nữa, cũng không còn chỉ biết than thân trách phận, chạy trốn thực tại mà dũng cảm đối diện, đón nhận và biết cách khắc phục nó, không gây phiền não cho mình và người khác, đồng thời hạn chế tối đa nguyên nhân gây nên sự đau khổ, phiền muộn, hạn chế nguyên nhân khởi phát đau khổ, thì tự khắc sẽ giảm nhẹ được hậu quả. Đó chính là tu tập vậy. Không khổ chút nào. Diệt khổ theo tinh thần Phật giáo có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là sau khi chúng ta diệt hết khổ thì không còn tái sinh vào cõi đời này để chịu luân hồi khổ báo nữa. Thứ hai là sau khi diệt khổ, không những không lìa cõi đời đau khổ này mà ngược lại còn tiếp tục đầu thai vào cõi ta bà để cứu khổ cứu nạn cho những người còn lại. Đây chính là tinh thần của người thực hành hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Thực ra chỉ cần chúng ta biết thay đổi quan niệm, thái độ nhìn nhận và cảm thụ thì sẽ không còn khổ nữa. Tuy nhiên, vì còn tấm thân tứ đại này, nên dù về quan niệm, về tinh thần đã hiểu rất rõ thế nào là khổ, nhưng trong trường hợp nào đó sẽ mang lại những cảm giác về khổ. Chính vì nguyên nhân này mà một số vị tu hành tuy đã lìa khổ, nhưng không có cách nào bảo đảm rằng bản thân mãi mãi không còn đau khổ nữa, nên cứ mong ước rằng mình sẽ không trở lại cõi đời này nữa. Với một vị Bồ Tát đích thực, chẳng nơi nào là khổ, cũng chẳng có nơi nào không khổ, vì họ biết rất rõ các nguyên nhân dẫn đến đau khổ của chúng sinh. Một khi hiểu rõ nguyên nhân của khổ, sẽ không cho như thế là khổ nữa. Ví dụ, tôi thường nói với người học thiền với tôi rằng việc mỏi chân khi ngồi thiền là lẽ tất nhiên. Đây là điều không thể tránh, không thể thiếu của một người học thiền, tham thiền, vì cực kỳ hiếm có người ngồi thiền mà không mỏi chân. Nếu khi ngồi thiền, hễ chân mỏi là xả thiền đứng dậy đi lại, thì bạn mãi mãi không bao giờ cảm nhận được niềm vui sướng khi chân không bị mỏi. Vì thế, tôi thường khuyên các học trò rằng, nếu còn có thể chịu đau, thì hãy cố chịu. Khi đó việc đau chân sẽ không còn là đau thật nữa. Chỉ cần giữ thân và hai chân thật vững, thật yên, đợi lát sau khi cơn đau đi qua sẽ không còn thấy đau. Ngược lại sẽ có một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Nếu bạn muốn thử cảm giác đó, trước tiên bạn phải vượt qua cảm giác cực kỳ đau đớn của thân thể. Có nhiều người chịu khổ, chịu nhọc rất tốt. Dù sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt, họ vẫn thấy thư thái thoải mái. Ví như thầy Nhan Hồi, vị cao đệ của Khổng Tử, sống trong ngõ nhỏ quê nghèo, sống đời sống lấy vỏ tre làm bát ăn, lấy vỏ trái bầu
làm ca đựng nước uống, chịu cái khổ mà người khác không thể chịu được. Nhưng niềm vui trong lòng thầy vẫn không thay đổi vì hoàn cảnh khó khăn kia. Sở dĩ niềm vui của thầy Nhan Hồi vẫn trọn vẹn vì lòng mình đã đủ hạnh phúc, dù hoàn cảnh có nghèo hơn cũng không thể nghèo được nữa. Thầy Nhan Hồi được người đời tôn xưng là người hiền. Thầy có thể chịu được những điều mà người khác không kham nổi, nhưng trong khi chịu khổ, thầy không cho đó là khổ, vì thầy đã cam tâm tình nguyện vui với cuộc sống thiếu thốn vật chất kia để lòng mình được sung túc. Vào thập niên 40 của thế kỷ trước, tôi vào quân ngũ của quân đội Trung Quốc đến Đài Loan. Lúc đó, mỗi người lính chỉ có một bộ áo quần, nên có muốn giặt giũ cũng không thể giặt, chỉ đợi khi nào có dịp đi tắm xong mới giặt được. Mỗi khi mặc quần áo trở về quân ngũ, đều cảm thấy tinh thần thoải mái phấn chấn. Người thường ít phải chịu khổ như thế, sẽ thấy rằng cuộc sống như thế quá ư cực khổ. Nhưng lúc đó, cả chúng tôi và người khác đều cảm nhận hoàn toàn khác, chẳng thấy khổ tí nào. Đây chính là ví dụ điển hình về việc đi sâu vào khổ sẽ không còn cảm thấy khổ nữa. Với những người đã sống với khổ, khi họ đã thoát khổ, nếu bảo họ vào trong đau khổ, thì họ cũng không còn cảm thấy sợ khổ nữa, vì họ đã không còn xem khổ là điều không thể chịu được. Thế nên, một thế giới tiêu cực không thể mang lại cảm giác hạnh phúc, mà chỉ có người hiểu khổ một cách tích cực, thể nghiệm khổ, trưởng thành trong khổ, mới có khả năng lìa khổ được vui một cách thực thụ. Khi dần dần thoát khỏi đau khổ, đến bờ hạnh phúc, chúng ta mới có thể hiểu được niềm vui trong đau khổ. Đấy mới chính là sự diệt khổ đích thực. Biết khổ, thể nghiệm khổ, không cho đấy là khổ. Phật giáo bàn rất nhiều về sự khổ. Theo Phật giáo, đời người là một quá trình chịu nhiều cái khổ, như khổ của sinh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết. Ngoài ra, còn có các nỗi khổ khác như cầu không như ý, quán thù gặp gỡ, thâm ngũ quẩn nung nấu, tất cả cộng lại thành 8 nỗi khổ, bát khổ. Lìa khổ, diệt khổ là mục đích cuối cùng của Đạo Phật. Nhưng trước khi lìa khổ, diệt khổ, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết nhận diện đau khổ. Phật giáo phân tích về các nỗi khổ nhằm giúp chúng ta hiểu được những nguyên nhân chính tạo nên đau khổ. Nhưng nếu chúng ta chỉ hiểu khổ trên mặt chữ, hiểu khổ qua sự miêu tả của người khác, thì dù chúng ta có thuộc lòng hết tất cả các nỗi khổ mà chưa thực sự trải qua, chúng ta vẫn chưa thể thể nghiệm hết đau khổ. Vì thế, kiến thức về khổ trong Phật giáo bất quá cũng chỉ là sự miêu tả về khổ. Điều đó chưa đủ tạo sức mạnh cho chúng ta đối diện khổ. Vì khi gặp tình huống bất ngờ không như mong đợi, chúng ta vẫn tham, sân, si. Khi gặp những điều yêu thích vẫn tham lam, muốn thu nhận tất cả cho mình. Dù thế nào đi nữa, thì con người cũng chỉ chạy loanh quanh các tâm lý tạo khổ như tham lam, sân giận, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ mà thôi. Còn về bản chất của khổ là thế nào vẫn không thể nào biết được. Điều này sẽ ngăn ngại khả năng thoát khổ của chúng ta. Mọi việc chúng ta cần phải tự thân trải qua mới để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng. Nhiều người tìm hiểu Phật Pháp liền biết ngay cuộc đời là biển khổ, và từ đó họ chuyên tâm tu Phật. Phần lớn những người còn lại cần phải tự thân trải qua đau khổ, như gặp tai nạn, qua cơn bệnh nặng, qua sự biệt ly đau đớn mới hiểu đời là biển khổ. Ví dụ, người may mắn duy nhất sống sót sau một vụ tai nạn máy bay, hoặc người lâm bệnh thập tử nhất sinh nhưng được cứu sống mới hiểu thế nào là khổ. Khi trải qua được những nỗi khổ đó, họ sẽ có thái độ sống hoàn toàn khác. Sở dĩ như thế là vì họ đã từng chết hụt, nên sẽ vô cùng quý trọng sự sống này. Cho nên, dù cuộc sống có khổ hơn, họ vẫn chịu đựng được. Họ sẽ không còn thấp thỏm lo âu về cuộc sống như những người bình thường khác. Ngoài ra, những người có người thân đột ngột qua đời sẽ nhận thấy sự mong manh của sự sống. Từ đó, họ trân trọng tình cảm với mọi người xung quanh.
để ghi nhận tình cảm của mình đối với người đã thiếu may mắn ra đi. Họ sẽ có thái độ sống khác, hoặc là làm từ thiện, cống hiến sức mình cho xã hội, hoặc là hiến tài sản cho các nơi làm từ thiện. Nhờ tự thân trải nghiệm khổ, họ sẽ cảm nhận rất mạnh mẽ sự vô thường của cuộc sống. Nhờ trải qua các nỗi khổ cùng tột đó, sau này họ sẽ không còn bị khổ uy hiếp, không còn thấy khổ nữa. Từ những điểm trên, chúng ta thấy rằng các vị Bồ Tát chắc chắn tu tập từ trong những khổ đau của mình và chúng sinh, vì các ngài là người dấn thân vào đời, chịu mọi đau khổ mà chúng sinh từng chịu, nên khi dấn thân vào đó không còn thấy khổ mà chỉ thấy vui vì đã cứu giúp chúng sinh. Hơn nữa, các ngài vào trong đau khổ để cứu người khổ đau. Như Bồ Tát Địa Tạng từng nói, nếu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục để cứu khổ chúng sinh? Quả thực, những người biết dấn thân vào đời thật vĩ đại biết bao. Từ những ví dụ trên, chúng ta thấy rằng nếu muốn biết khổ, thể nghiệm khổ, thì hãy biết rằng bản thân của khổ chưa từng tồn tại trong đời. Thấy khổ không còn là khổ nữa. Tuy nhiên, chỉ những vị Bồ Tát và những người trải đời mới hiểu hết điều này. Là một người tu hành Phật Pháp, muốn lìa khổ, diệt khổ, phải không ngừng tu tập, vượt qua trùng trùng chướng ngại của thân tâm, để từ đó vượt lên tất cả khổ nạn. Không quyến luyến, không trốn tránh. Tuy giáo lý Phật đã bàn nhiều về các nỗi khổ của chúng sinh, nhưng không có nghĩa là những người học Phật nhất định phải trốn đời, trốn tránh hiện thực một cách tiêu cực để lánh khổ tìm vui. Quan niệm về khổ theo Phật giáo không phải là vị đắng của vị giác mang lại, cũng chẳng phải cái không như ý của các giác quan mang lại, mà chủ yếu chỉ nỗi khổ trong tâm niệm, trong quan niệm của con người. Cái khổ thực sự mà Phật giáo muốn chỉ ra, đó là sự khổ tâm trong lòng người. Nếu một người có nhân sinh quan lệch lạc, không rõ ràng, chính xác, luôn luôn lấy cái tôi làm trung tâm của mọi vấn đề, thì đấy mới là cái khổ thực sự. Điều này cũng giống như con tầm nhã kén, tự trói buộc mình. Cho nên tục ngữ có câu, thiên hạ vốn vô sự, kẻ ngu tự đặt điều. Phần lớn con người tự tìm trái đắng, ăn rồi kêu khổ, quả thực là hạng phàm phu. Khổ mà Phật Pháp muốn nói tới ở đây là những phản ứng tâm lý sinh ra từ ba độc căn, tham, sân, si, như đau buồn, sầu não, phiền muộn. Thế nên, khổ không phải là điều cố định, bất biến. Cũng không phải cùng sinh ra với con người, nên chỉ cần chúng ta thay đổi quan niệm sống, có nhân sinh quan đúng đắn, thì đau khổ sẽ không còn nơi để tồn tại. Dù trên mặt hiện tượng, tưởng như đó là đau khổ. Một người ở trong cái mà người khác quy là đau khổ, nhưng bản thân họ không nghĩ là thế, thì vẫn không khổ, cũng không cảm thấy khổ nữa. Ví dụ, khi chúng ta hy sinh vì người khác, vì thân bằng quyến thuộc, vì tổ quốc, thì sẽ không thấy cái chết là khổ, không thấy sự đau đớn là khổ. Vì lúc đó, chúng ta đã tìm thấy ý nghĩa của đời mình, thấy giá trị của sự sống đời mình, lòng không còn cảm thấy trống trải. Tuy cùng phải bỏ ra công sức nhọc nhằn, nhưng trong lòng mình thỏa mãn, thích thú, thì khổ không còn là khổ nữa. Điều này cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của thái độ sống đúng đắn. Ví dụ, khi ta vận dụng câu soi rọi quán chiếu năm quẩn là không nên vượt qua tất cả đau khổ của Bát Nhã Tâm Kinh vào đời sống thực tế, thì sẽ dễ dàng nhận thấy rằng tấm thân này có được nhờ các yếu tố giả hợp mà nên. Mọi sự vật trong đời đều vận động vô thường, không ngừng thay đổi. Nó chỉ tồn tại trong thoáng chốc như sương mai. Khi hiểu được điểm này, con người sẽ không vật giả đấu tranh với bản thân, với con người và thế giới nữa. Một khi đối diện với khổ đau, họ không còn tâm lý sợ hãi, trốn tránh, mà giờ họ có đủ dũng khí để đối diện và giải quyết với hết khả năng của mình, không còn bị nỗi khổ uy hiếp nữa. Thực ra cái khổ đến với ta thì ít,
mà tâm lý sợ khổ làm khổ chúng ta nhiều hơn. Đấy chính là nỗi khổ tự chuốc không đáng có của con người. Một người thực sự thấu hiểu giáo lý Phật giáo sẽ dễ dàng nhận thấy một cách rõ ràng rằng trên thực tế, khổ chẳng qua chỉ tồn tại trong những quan niệm sai lầm. Những quan niệm đó đều do con người làm chủ. Vì thế, không lý do gì mà chúng ta lại để điều chúng ta có thể làm chủ đi làm khổ mình cả. Thế giới hiện thực chẳng có gì đáng sợ, chẳng có gì mà chúng ta phải trốn tránh nó. Thế thì chúng ta hà tất phải bi quan tránh đời? Từ kinh điển và lịch sử cho thấy, sau khi giác ngộ, Đức Thích Ca đã giải thoát mọi khổ đau của thế gian. Tuy nhiên, Ngài đâu có từ bỏ cuộc đời này. Ngược lại, Ngài còn đi sâu vào đời để giúp đời, giúp người thoát khổ. Vì thế, nếu ai bảo rằng hiện thực cuộc sống này đáng sợ, đáng trốn tránh là hoàn toàn sai lầm, đi ngược lại với những gì Đức Phật đã làm, đã dạy. Đồng thời, đấy không phải là người tu hành đích thực. Cũng cần lưu ý rằng, tinh thần nhập thế ở đây không có nghĩa như nhập thế mà mọi người thường nghĩ. Trong Phật Pháp, có ba từ để chỉ tinh thần, thái độ của một người tu hành như xuất thế, vượt ra ngoài thế gian, nhập thế, đi sâu vào đời, luyến thế, tham tiếc cuộc đời. Quan niệm về nhập thế như mọi người nghĩ thường bị nhầm lẫn với luyến thế, tham luyến cái phù phiếm, hư danh, tình yêu nam nữ của trần tục và các thứ hưởng thụ vật chất khác. Một vị Bồ Tát thực sự thì tuy thân trong bụi trần, nhưng lòng vẫn thanh cao, không bị vật chất tình cảm tầm thường nhấn chìm, khuấy nhiễu, làm phiền muộn. Đấy mới chính là tinh thần nhập thế đích thực, và nhập thế như thế cũng là xuất thế vậy. Từ giải thích về nhập thế ở trên, chúng ta thấy rằng nhập thế đúng nghĩa cũng chính là ý nghĩa của xuất thế. Xuất thế nhưng không phải trốn đời, lánh người, xa rời nhân gian. Vào đời để cứu đời nhưng không vướng bận với tiền tài, danh lợi, nam nữ. Ấy chính là chân ý nghĩa của nhập thế và xuất thế. Chừng nào chúng ta vào đời nhưng không tham luyến cuộc đời, không tham luyến cuộc đời, đồng thời cũng không trốn tránh hiện thực, thì đấy chính là lìa khổ được vui vậy. Tận dụng thân tứ đại. Trong các phương pháp tu tập có bốn phép quán được gọi là tứ niệm xứ, gồm quán thể là nhơ bẩn, quán cảm thụ là khổ, quán tâm lý là vô thường, quán các pháp vốn không có chủ thể cố định. Trong những phép quán căn bản đó đều có thể giúp chúng ta phá chấp, vượt qua giới hạn nhỏ bé của bản thân. Vì thế, đây là một trong những phép tu căn bản theo Phật giáo. Quan sát thân thể là thứ nhơ bẩn, nếu không đi sâu tìm hiểu sẽ thấy đây là điều vô cùng mầu nhiệm. Nếu xét từ quan điểm thông thường thì quán thân bất tịnh, nghĩa là quán tưởng thân thể của mình là thứ vật chất không sạch. Ai cũng cho rằng thân thể mình là thứ đáng yêu nhất, sạch sẽ nhất, là vật quan trọng nhất của mình. Thế nhưng Đức Phật dạy rằng tấm thân này là cái túi đựng những vật nhơ bẩn, xú bì nan, cho rằng thân thể là tổ hợp của những thứ nhơ bẩn tạo nên. Thân thể nhơ bẩn xét theo các phương diện sau. Thứ nhất, xét từ cội nguồn, thân này sinh ra do sự kết hợp hai thứ bất tịnh của tinh cha huyết mẹ mà thụ thai. Theo quan điểm tạo Phật, tâm dâm dục là thứ không sạch, nên thân thể được tạo ra từ dâm dục nhất định cũng sẽ không sạch. Thứ hai, khi mang thai, thai nhi trong bụng mẹ đã ở chung với những thứ bất tịnh. Thứ ba, sau khi sinh, thân thể của thai nhi không sạch nên cần phải tắm rửa. Thứ tư, trong quá trình trưởng thành, dù ăn những thứ đã được đun sôi nấu chín, nhưng qua tiêu hóa rồi bài tiết ra ngoài toàn những thứ không sạch. Ngoài đại tiện, tiểu tiện ra, nếu vài hôm không tắm rửa, không súc miệng thì thân thể hôi thối, các chất thải sẽ chảy ra theo bảy lỗ như tai, mắt, mũi, miệng. Quả thực thân là thứ bất tịnh. Sau khi quan sát kỹ tấm thân này như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng nó vốn không đáng yêu,
không sạch sẽ như chúng ta nghĩ về nó. Từ đó chúng ta thấy rằng mọi sự chấp chặt vào tấm thân, lấy mình làm trung tâm đều sai lầm và không cần thiết. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ dùng phương pháp quán thân bất tịnh mãi trong thời gian dài, sẽ dẫn đến những tác dụng không như ý. Vì nếu cứ quán sát thân là vật bất tịnh, đáng sợ, đáng bỏ trong một thời gian dài, thì dần dần hành giả sẽ tự chán ghét bản thân, thậm chí không còn muốn sống và cuối cùng dẫn đến tự sát. Đây là điều đã xảy ra khi Đức Phật còn tại thế. Phép quán thân bất tịnh với mục đích giúp chúng ta không quá tham luyến tấm thân này, không nên quá sức dung dán cho nó. Chỉ cần hiểu rằng thân này do tứ đại giả hợp mà có, không sạch sẽ. Nhưng chúng ta cần tận dụng nó để tu tập, tận dụng nó để hành thiện, nuôi dưỡng tâm từ bi và dung bồi tuệ nghiệp. Nếu không có thân này thì không có phương tiện nào tốt hơn để tu tập nữa. Vì thế, thân thể tuy không sạch, nhưng chỉ cần chúng ta không quá tham đắm nó, không nên mất quá nhiều thời gian để chăm sóc nó là được. Ngoài ra, chúng ta cần bảo vệ, duy trì sự sống và sống khỏe mạnh. Như thế mới là người biết tận dụng thân này, giúp nó phát huy tốt nhất mầm từ bi trí tuệ. Quán thân bất tịnh không phải là gieo vào lòng mình thái độ coi thường mạng sống của bản thân. Ngược lại, còn phải cảm ơn chúng đã cho mình điều kiện tốt nhất để tu tập phát huy tối đa mặt tốt của nó. Tâm vô thường. Cơ thể của chúng ta không ngừng biến đổi, suy nghĩ cũng như vậy. Dòng suy nghĩ này nối tiếp dòng suy nghĩ kia, liên tục không ngừng, đổi thay bất định. Vì vậy, nói đến tâm vô thường trong tứ niệm xứ của Phật giáo chính là để chúng ta hiểu được suy nghĩ cũng là hư không, sinh khởi và tiêu trừ biến đổi trong chốc lát. Tâm chúng sinh là tâm phiền não, tâm vọng tưởng thường xuyên thay đổi, nên hoàn toàn không chân thực và chỉ là sự tồn tại nhất thời không lâu bền mà thôi. Khi ở Mỹ, tôi gặp một số người phương Tây thường xuyên thay đổi quyết định. Nếu như hỏi anh ta, hôm qua anh đã nhận lời rồi, sao hôm nay lại thay đổi vậy? Anh ta sẽ trả lời, tôi thay đổi quyết định rồi. Thực chất, suy nghĩ tinh thần chính là tâm, vì thế cũng có thể nói là tôi thay đổi tâm mình. Đó chính là tâm vô thường, vì tâm có thể thay đổi. Ngày hôm qua suy nghĩ không giống ngày hôm nay, suy nghĩ vừa qua không giống với suy nghĩ hiện tại. Suy nghĩ của mình có thể mâu thuẫn, đối nghịch nhau, nghĩ về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Điều đó càng chứng tỏ tâm của chúng ta là tâm vô thường. Không chỉ có người phương Tây mới như vậy, tâm của tất cả chúng sinh đều thay đổi không ngừng. Đức Phật cho chúng ta biết, tâm phiền não của chúng sinh biến đổi bất định. Trong một suy nghĩ có bốn hình thái, sinh, trụ, dị, diệt. Suy nghĩ trước sau có thể tự đấu tranh, mâu thuẫn. Các dòng suy nghĩ lớp lớp nối tiếp, sinh diệt, biến hóa không ngừng. Hôm nay ta thấy một bông hoa đẹp, trong lòng thấy vô cùng thích thú, muốn thưởng thức hương thơm, muốn lại gần quan sát vẻ đẹp của nó. Hôm sau, ta có thể vì bị những chiếc gai của chính bông hoa đó làm bị thương mà suy nghĩ của ta về nó thay đổi. Cảm thấy bông hoa này thật đáng ghét và không muốn hái mang về nữa. Đối với con người cũng vậy. Hôm nay ta thấy người này vô cùng đáng ghét. Sau một quá trình tiếp xúc gần gũi, ngày càng hiểu biết lẫn nhau, sẽ nhận ra người đó rất tốt và ngày càng yêu thích. Đúng như ta thường nói, đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết là người hiền ngu vậy. Từ đó có thể thấy, quan niệm và suy nghĩ của chúng ta thường xuyên thay đổi, đó chính là tâm vô thường. Tâm chính là chủ nhân của chúng ta. Vì vậy, khi nói tâm vô thường, có vẻ như chúng ta đã mất đi người lãnh đạo. Thực ra, chính nhờ có tâm vô thường, chúng ta mới có thể thấy được ở sau tâm vô thường ấy là một tâm vĩnh hằng bất biến, là tâm Phật, tâm thanh tịnh, là minh tâm kiến tính được nhắc đến trong thiền tông mà chúng ta cần đi tìm và thấu hiểu. Đó cũng là tâm trí tuệ,
tâm từ bi vậy. Ở đó không có cái tôi ích kỷ, tự tư, tự lợi, không có cái tôi cố chấp, chấp trước, và cũng không có tư tưởng cho mình là trung tâm. Tâm thanh tịnh chính là tâm bất biến. Nếu không, khi một người hôm nay đã giác ngộ thành Phật, nhưng thay đổi suy nghĩ và tuyên bố rằng tôi thay đổi quyết định rồi, thì ngày mai lập tức lại trở về là chúng sinh. Một người đã chứng ngộ giải thoát, sau khi đã đạt được tâm trí huệ thanh tịnh, thì sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Vì vậy, Kinh Niết Bàn có nói, tâm vô ngã, tâm thường trụ bất biến chính là tâm Phật. Tuy nhiên, có thể vì Phật Pháp thường xuyên nhấn mạnh rằng thế giới này là hư vô, nên dẫn đến rất nhiều các tác phẩm văn học Trung Quốc khi nói về Phật giáo đều mô tả diện mạo Phật giáo là tiêu cực, lánh đời, rời xa thế sự. Dường như tất cả những gì Phật giáo nói đến đều không nằm ngoài sự hư ảo, bất lực, vô thường, mà Hồng Lâu Mộng là một trong những ví dụ rõ nét nhất. Thực chất hoàn toàn không đúng như vậy. Sự vô thường mà Phật giáo nói tới là vô cùng tích cực. Chính là vì vô thường nên sẽ không cảm thấy thất vọng. Có thể lúc này bạn đang vô cùng phiền muộn, cảm thấy rất thất vọng, đau khổ. Nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau, cộng với sự thay đổi của môi trường xung quanh, nhất định cuộc sống của bạn sẽ có những chuyển biến tích cực. Tâm trạng của chúng ta cũng theo đó mà thay đổi, trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Ví dụ, hiện tại bạn thấy rất bế tắc, chán nản, tương lai mù mịt, dường như không còn một tia hy vọng nào nữa. Nhưng sau khi tìm đến với Phật Pháp, được ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi, tâm tư thay đổi, bạn sẽ nhận ra một chân trời mới, tươi vui, sáng lạng, đang rộng mở chờ đón bạn. Vì vậy, trên thực tế, tâm vô thường có thể mang tới cho chúng ta nguồn hy vọng vô tận. Chính vì suy nghĩ có thể thay đổi nên, chỉ cần xác định lại tư tưởng, thì cuộc sống cũng sẽ chuyển biến, kể cả khi điều kiện sống, môi trường chung quanh mình có thay đổi. Hy vọng về tương lai tốt đẹp vẫn mãi mãi tồn tại và không ngừng phát triển trong ta.